đội tuyển nữ Việt Nam đến Ba Lan với mục tiêu toàn thắng tại châu Âu. Hôm nay 17 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Warsaw, Ba Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ ba trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Sau hai chiến thắng trước các đội bóng tại nước Đức, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình tập huấn tại châu Âu và điểm đến tiếp theo chính là Ba Lan nhằm làm quen với những đối thủ cao to trước thềm World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã chia sẻ sau những trận đấu tại nước Đức các chuyên gia cũng đồng ý với tôi rằng với sự chênh lệch về thể hình nếu chúng ta 50 đến 50 với đội bạn thì sẽ thiệt. Chúng ta phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối phương, từ đó áp sát và phản công nhanh. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đường truyền hỏng và một số vị trí chưa làm tốt việc đảo nhau, phối hợp thay đổi. Chúng ta sẽ cần tập luyện kỹ hơn và chuyến tập huấn này là rất quan trọng. Ngay khi đặt chân đến Ba Lan. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Ông Nguyễn Hùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan trực tiếp ra sân bay để đón đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền đạo Huỳnh Như và các đồng đội cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía các tổ chức Việt Nam tại Ba Lan và người hâm mộ tại đây. Sau khi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển về khách sạn Mekiu cách sân bay 10 phút di chuyển bằng xe bus. Chấm. Buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ nữ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và giao lưu cùng cộng đồng người Việt Nam tại Vác Sa Va trước khi tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U-23 nữ Ba Lan vào lúc 15 giờ Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Ở hai trận giao hữu trước đó tại Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đều thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.